Vâng, xin mời các bác quay trở lại với kênh xe đạp Nhật của em trên YouTube nhé. Hôm nay ở khu vực Thanh Hóa thì có cơn ảnh hưởng cơn bão số 3, mưa rất to các bạn ạ. Mới có tầm 8-9 giờ sáng thôi, nhưng mà mưa rất to, trời tối. Em bật bóng điện lên để cấp ánh sáng, quay giới thiệu cho các bác một mẫu xe hàng nội địa Nhật. Một chiếc Touring màu xanh coban cực kỳ chất, full nhôm, khung sườn nhôm, càng nhôm. Mang mã số là X855 nha các bác. Mã số của xe là X855. Do ánh sáng và ánh điện cho nên là có thể là chi tiết nó cũng bị ảnh hưởng một xíu thôi. Tuy nhiên là về tổng thể chiếc xe nó cũng không ảnh hưởng gì đâu nhá. Ngoài trời sáng thì nhìn nó đẹp bắt hơn thôi, nhưng còn thực tế chiếc xe này cũng để ban đêm như thế này nó mới là thật này, có ánh điện này. Các bạn đang xem video vui lòng kích cho em xin một nút like. Ai chưa đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh để follow theo dõi những mẫu xe em đăng liên tục hàng ngày giới thiệu cho các bác nhé. Hoặc lựa chọn cho mình được một mẫu xe như ý muốn để đi thể thao nâng cao sức khỏe nhé. X855 nha các bác. Một chiếc Netto bản Vacano full nhôm. Con này thì mới về, cây đan đang còn cột ở trên gọng nước nha các bác. Sẽ tổng quan xe sau đó đi chi tiết cấu hình và báo giá nhá. Đi chi tiết cấu hình và báo giá cho các bác luôn. Con này nó chạy 3 tầng đĩa và 7 tầng liếp nhá. Đó. Rất đẹp, một chiếc Touring full nhôm. Với bộ cấu hình phanh đồng bộ của Techo gọng càng về. Trục bánh trước và trục bánh sau đều là trục rỗng có khóa hồng tháo lắp nhanh của bánh luôn. Rất đẹp, cực kỳ chất. Mời các bác xem chi tiết cấu hình của xe này. Đây, cọc yên là nhôm trắng này. Gọng yên và yên màu đen luôn nhá. Yên béo luôn. Đệm mút cực êm, siêu êm luôn. Xe có khóa hồng tháo lắp nhanh của cọc yên này, nâng hạ chỉnh sửa luôn này. Khung sườn nhôm này. Đấy, mỗi hàn vây cá của nó đây. Bản xe tem chữ là Vacanro. Đấy, Vacanro nhá. Đây là còn có bên em dán các nhãn mác và thông số về kỹ thuật của xe cũng như là kế toán của xe thế này. Hệ nhôm của xe có thương hiệu đàng hoàng nhé, aluminum con 6061, nhôm 6061 Netto, chính hãng nội địa Nhật, cực kỳ chất. Con này size gióng của nó 48 các bạn, size gióng 48 nó thuộc size M, các bác lên chiều cao cho em 1m63 trở lên nhá, đi ok. Rè là bán rè lá lúa này, bán rè nhựa đàn hồi. Rè này thì ok, chống gãy vỡ rồi. Lốp xe đây các bác, các bác thông cảm nhá, trời mưa nó gây tiếng ồn, các bác cố lắng nghe nhá. Lốp là lốp xịn của Dynichi nhá, lốp green của Dynichi, còn rất mới rất đẹp. Thông số lốp con này là 700 các bạn, 700 nhân với lại 28C. Đó. Vành là nhôm hai lớp của Escape. Vành nhôm hai lớp của Escape. Nan hoa thì là nan hoa inox chân đồng. Mayer nguyên zin cho xe rồi. Mayer là Mayer đồng bộ của Vitech nha các bác. Mayer của Vitech nhá. Cả nhôm mạ. Bóng lì luôn đó. 3 tầng đĩa và 7 tầng liếp. Sên liếp đều của Shimano luôn. Quy đề rút của nó là Shimano Tony, đồng bộ gạt đĩa luôn nhá. Nè, xe có trang bị luôn gọng bảo vệ quy đề này, sên thì cực kỳ chất, là không ráo đâu nhá, rất đẹp luôn. Với một chiếc xe bảo Nhật như thế này là đánh giá cực kỳ chất rồi, full nhôm hàng nội địa nhá, tên tuổi đàng hoàng. Đùi zin theo xe, đùi 4 chấu, đùi nhôm sơn tĩnh điện màu đen. Pedal con này thì pedal gọng nhựa phản quang hai mặt màu vàng, nhựa đặc nha các bác, cực kỳ chất rồi. Gọng nước của xe là gọng nhôm trắng này, càng phanh là càng chủ V là của Techo này. Đó, cấu hình phanh tương đối là cao V rồi, ngang Shimano luôn. Gắn ngang, gắn chéo, gắn ngang của xe này, chéo này, em chỉ nét câu này. Con này một bát 3 vòng, bát chụp nguyên zin. Cô tăng bản 10 sen, cô tăng bản 10 sen, đi đông này, đi đông của nguyên zin luôn, đều là nhôm mạ, rất đẹp, sơn mạ, rất đẹp luôn.
cô Tăng là mặt nạ của nó, mặt nạ đặc 4 ốc phản quang đây, phản quang của nó phản quang màu trắng ở phía trước kia đâu, chuông bật cơ màu xanh này, tai phanh và bộ bấm xả này, ăn một cụm nhá của Shimano 3 tầng đĩa này và 7 tầng lip nha các bác. Shimano tay nắm thì là cao su chống trượt màu đen, logo của Netto này các bác này. Hai hộp và tam giác đúc thành một khối lập phường rất đẹp màu trắng nhá. Phanh trước đây càng chữ V của Techo, rè của nó rè lá lúa đây. Lốp trước cũng là đồng bộ lốp sau ra lốp DDC, lốp zin xịn, thông số 700 x 28 c, vành của Escape, vành nhôm hai lớp. Ta loa thì lấy nắp chân đồng, Mayer trước cũng là Mayer của Ritech luôn, dạng Mayer nhôm mạ cực kỳ chất. Cái khóa hồng tháo lắp nhanh của bánh này, vậy nó là cực rỗng rồi. Mặt trái của xe này các bác, bác lên chiều cao cho em 1m63 đến 1m75 đi, chiếc xe này rất đẹp nhá. Bánh sau là khóa hồng tháo lắp này, khóa hồng tháo lắp nhanh của trục sau này. Bánh sau này trục rỗng luôn, cửa thì nó chạy vòng bi bạc đạn này, nó chạy bi bạc đạn, chân chống báng thép gọng nhôm nhá. Đế chống này cực kỳ, đế chống là bản vát này, rất chắc chắn để chống xe. Con này cũng có cả, con này nó không có vạn chỉnh các bạn, chân chống như vậy, như vậy chống như vậy là các bác phải địa hình để các bác chống cho nó phù hợp nhá. Giá chiếc xe này 9 triệu đồng nhá các bác, 9 triệu đồng đã bao gồm phí ship. Ưng alo ok cho em số điện thoại trên góc trái phía trên màn hình, bác nhớ đọc ghi một phần tiêu đề luôn và đón xem các mẫu xe tiếp theo sẽ lên sóng nhá.